Và kính thưa quý thầy cô, đêm nay đặc biệt là chúng ta có một giờ để tưởng niệm đến đồng bào Việt Nam của chúng ta tại quê nhà. Thì chúng ta sẽ có một cái buổi thắp nến rất là linh thiêng để mà cùng đóng góp tiếng nói với lại đồng bào của chúng ta ở quê nhà, để mà cùng góp một ngọn lửa tranh đấu. Chúng ta là thầy cô giáo, không có biết làm gì hơn là cất lên tiếng nói để bày tỏ tấm lòng của chúng ta đối với lại đồng bào. Ở đầu chương trình ngày hôm nay, trong giờ khai mạc, chúng ta đã dùng một phút để mặc niệm những người đã bỏ mình trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Thì giờ đây chúng ta hãy cùng nhau lắng lòng và hãy để cho tất cả nhịp tim của chúng ta cùng đập một nhịp. Hãy để cho tất cả chúng ta cùng hướng lòng về một nơi, đó là quê hương Việt Nam yêu dấu. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho những người còn đang sống, còn đang bền bỉ chiến đấu cho độc lập, tự do, nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, nhất là những người tù lương tâm đang bị đề ải rất là thống khổ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho một đất nước Việt Nam sớm được thoát ách thống trị của bọn cộng sản tham tàn, và sớm thoát khỏi một cái hạt thảm họa bị Trung Cộng xâm chiếm. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới biết đoàn kết với nhau để có thể hợp thành một sức mạnh hỗ trợ cho những đồng bào trong nước đang gần chúng ta. Let us stay together today so our hearts beat the same rhythm and our mind think alike toward our homeland of Vietnam. Let us pray for those who are enduring a tireless fight for freedom, democracy, and human rights in Vietnam. Let us pray for our people in Vietnam so that they may soon be free from the dictatorship of the Vietnamese communists and the threat of the invading Chinese communists. And last but not least, let us pray for the Vietnamese people around the world so that we may unite and effectively support our people in Vietnam in this long and arduous battle. Yeah.
các thầy trong ban tổ chức có nói với Zuka là các anh chị đến đây để mà kêu gọi các thầy cô cùng góp tiếng hát và cùng tập thêm một vài bài hát để mà mình về mình có thể hát cho học trò của mình nghe, hoặc là hát trong những cái buổi mà mình cũng sẽ đi biểu tình, đi xuống đường để mà ủng hộ cho đồng bào trong nước. Cho nên chúng tôi không đến đây để trình diễn cho quý thầy cô nghe, mà chúng em đến đây để cùng nghe quý thầy các cô thầy hát. Cô cùng hát, nghe các thầy cô hát và mang đến cho các thầy cô một vài bài hát mới nhá. Thì bây giờ những bài hát chúng ta chọn là những bài hát tương đối quen thuộc, như là bài Việt Nam vừa rồi ai cũng có thể hát được để mà mình warm up. Thì bây giờ bài thứ nhì là một bài mà có lẽ ai đã từng đi học ở Việt Nam, học lịch sử Việt Nam cũng biết, một cái lịch sử rất là đẹp, rất là đặc biệt của nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta đã biết bao nhiêu lần phải đánh đuổi giặc Tàu trong suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, không biết bao nhiêu lần chúng ta bị xâm lăng, nhưng chúng ta đều vùng dậy, chúng ta đều đánh đuổi được giặc Tàu. Và một trong những cái dấu son của lịch sử Việt Nam là Hội nghị Diên Hồng, là một cái cuộc trưng cầu dân ý, là một cái thể hiện dân chủ của ông bà chúng ta từ ngàn đời. Thế mà ngày hôm nay muốn được cái quyền dân chủ đó, muốn được cái quyền để mà đóng góp ý kiến của mình cho việc chung của đất nước, đồng bào của chúng ta đã phải xuống đường, đã phải đi biểu tình, đã phải bị bắt bớ, đã phải bị trải qua rất là nhiều thống khổ. Cho nên chúng ta ở đây, bổn phận của chúng ta là góp sức, ủng hộ tinh thần để mà đồng bào của chúng ta ở Việt Nam thấy rằng họ không cô đơn, họ có chúng ta đồng hành. Thành ra thưa các thầy cô, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau hát thật to, thật vang để thấy rằng trong lòng chúng ta vẫn còn những ngọn lửa, và những ngọn lửa ngày hôm nay sẽ được chuyển về cho đồng bào quốc nội. Chúng ta hãy cùng nhau hát Hội nghị Diên Hồng. Và bài này có một cái đoạn là hỏi và đáp. Thì ra các thầy cô khi mà trước dục nước nên hòa hay nên chiến thì mới là đáp nghĩa. Quyết chiến chỗ nào các chị? Thì các thầy cô quyết chiến hay là quyết chết? Tất nhiên là mình làm thầy trước khi mình hát nha. Trước dục nước nên hòa hay nên chiến? Quyết chiến. Pass you down. Bye.
kính thưa tất cả quý thầy cô, tất cả quan khách và tất cả anh chị em của chúng ta. Trong suốt những năm tháng vừa qua, chúng ta thấy những cái hàng loạt những cuộc xuống đường mà đa số xuất phát từ những các dân oan, họ đòi lại những gì mà thuộc về họ. Và chúng ta đã biết là họ đang muốn gì và chúng ta đang muốn gì. Bây giờ chúng ta hãy cùng đồng hành với những người trong nước đòi lại những gì mà họ phải có, đòi lại những gì mà họ đã phải mất đi vì chủ nghĩa cộng sản. Và chúng ta hãy cùng đồng hành với họ ngày hôm nay với ca khúc Trả Lại Cho Dân. Và ca khúc này cũng là sáng tác của Việt Khang. Rồi bây giờ thì mình sẽ tập hát với nhau từng câu nhé. Em nghĩ là mình sẽ hát một lời cho thầy cô nghe biết cái bài nó như thế nào. Rồi mình chân xuống đường, anh xuống đường. Hai ba, chân xuống đường, hai đôi chân xuống đường, chiều đôi chân xuống đường, thề
trẻ thơ đùa bên chân lời ca hoa trong gió. Ở San Diego chúng ta có nhạc sĩ Ngô Thanh Nam, và anh đã viết rất là nhiều những bản nhạc đấu tranh. Nhạc của anh tuy đấu tranh nhưng rất hiền hòa. Anh gọi nhạc của anh là nhân bản ca, thì gọi là bài Tuổi Trẻ Lên Đường nhân bản 3 trong cái loạt bài nhân bản của anh Ngô Thanh Nam.